gặp nhau khoảng thời gian dài, ngỡ đôi mắt ấy anh đã lãng quên. Nhưng bất ngờ đủ phần chiếm chỗ thêm một lần nữa mang em bước đến. Cô tỏ ra anh giờ thay đổi khi tâm trạng này đang phớt lờ đi. Nhìn thấy nhau hiện ra khoảng trời có giọt nước mắt len tỏ bờ mi. Anh công nhận mình cũng đã từng thương nhau quá mức như bao người khác, cùng ôm chặt trong mọi giấc ngủ và cùng nghe chung biết bao bài nhạc, cùng nhau đón khoảnh khắc bình minh và hôn lên môi có vị ngọt ngào, cùng chia sẻ những thứ đắt giá và cứ cho gần cuộc sống hoàn hảo. Cờ bình yên ấy con người lấy đi, em còn nhớ không anh khóc như mưa. Ngày hết thương bên trong mắt em, anh chẳng khác gì một kẻ dư thừa. Nắm bàn tay em lại hất ga, anh mở lời bị nói dài dòng. Có cơ hội sao không trân trọng khi đường thẳm đỏ đâu thể trải rộng. Đã nhọc công nhiều hơn anh nghĩ, không thể yên giấc mỗi khi ngả lưng. Nhớ đến nhau tổ gáo phiền lòng, anh rất sợ hãi hay chữ đã từng. Nhưng không sao, cuộc sống khác rồi, đâu còn đảm nhận liên hồi tổn thương. Em về đây chỉ là bông hoa đã bị ai đó bỏ sót bên đường. Về đi em, yêu thương của anh không còn thừa thải như ngày trước nữa. Về đi em, ướt đẫm khóe mắt là do hối hận hay tại cơn mưa. Về đi em, áng mây ngày nào đã hóa mù mịt giữa khoảng trời kia. Về đi em, anh đủ hiểu rồi, không cần nói thêm khi trời đã khuya. Về đi em, yêu thương của anh không còn thừa thải như ngày trước nữa. Về đi em, ướt đẫm khóe mắt là do hối hận hay tại cơn mưa. Về đi em, áng mây ngày nào đã hóa mù mịt giữa khoảng trời kia. Về đi em, anh đủ hiểu rồi, không cần nói thêm khi trời đã khuya. Anh bây giờ đã có vợ rồi và cả con nhỏ đủ đầy tình thương. Dù công việc đồng lương không nhiều nhưng đủ buôn trả giữa đất Bình Dương. Ngày em gửi anh tưởng cuộc sống chỉ toàn tối đen và muốn chấm dứt. Nhìn xung quanh ấm ảnh nhiều thứ và cả đêm dài làm anh tổn thức. May mắn thay gặp được cô ấy, người đem đến anh cầu vồng sao mưa. Ở cạnh bên lúc anh tệ nhất và luôn lo lắng đã đỡ đau chưa. Đưa anh vào không gian hạnh phúc và sự yên bình luôn đi đầu. Có chắc chở thì cùng ngồi lại chứ không im lặng rồi cất giấu. Sau một thời gian chung sống, có sự chào đời của bé nắng. Rất nhiều khuôn bậc cảm xúc không còn len lỏi đâu đó những vách ngăn. Hy sinh vì nhau trong từng giây phút khác hẳn với em ngàn trăm lần. Và câu cửa miệng tuôn lời ấm áp đi sâu vào tim đang thấm giận. Nắm chặt đôi tay người quan trọng nhất đi đến hết đời là một may mắn. Cội hài lòng sẽ được lên ngôi khi cùng cô ấy đoạn đường dài đẵng. Để anh sống tốt có được không em khi đã một lần bị gian dở. Mong em hiểu cho anh còn có vợ và đứa con nhỏ ở nhà đang chờ. Về đi em, yêu thương của anh không còn thừa thải như ngày trước nữa. Về đi em, ước đậm khóe mắt là do hối hận hay tại cơn mưa. Về đi em, áng mây ngày nào đã hóa mù mịt giữa khoảng trời kia. Về đi em, anh đủ hiểu rồi, không cần nói thêm khi trời đã khuya. Về đi em, yêu thương của anh không còn thừa thải như ngày trước nữa. Về đi em, ước đậm khóe mắt là do hối hận hay tại cơn mưa. Về đi em, áng mây ngày nào đã hóa mù mịt giữa khoảng trời kia. Về đi em, anh đủ hiểu rồi, không cần nói thêm khi trời đã khuya. Alo, em đang làm gì vậy? Ủa, anh còn nhớ em hả? Em nói gì vậy? Anh lúc nào mà không nhớ em hả? Anh nói xạo mà y như thiệt hả? Em sao vậy? Em có sao đâu, lật bài tẩy đi mà anh ơi. Em đã biết hết rồi mà anh còn diễn nữa. Em nói gì vậy? Em bị khùng hả? Anh đi đóng phim được rồi đó. Còn bây giờ thì anh bấm nét giùm em nha. Liệu gần đêm rồi thì cũng cháy. Em nói đâu có sai, anh cứ tới lui rồi qua lại. Rồi anh còn nói là đâu có phải, nó chỉ là bạn bình thường. Ờ thì bình thường có bình thường. Bình thường tới mức biệt danh Facebook nó cũng để anh là người thương. Nói chuyện thì được vài ba câu chứ gì anh vội vàng tắt máy. Nhắn tin thì lúc có lúc không, vậy anh luôn on để làm gì vậy? Chẳng thấy em đăng thì anh chỉ biết nhẹ nhàng anh bấm like. Còn của nó thì không cần phải, nó thả tim cầm comment em luôn thấy. Anh nói là dạo này anh bận, công việc mùa dịch nên nô bu. Vậy ai ngoài phố chợ nó đi dạo, anh đừng có tưởng là em ngu. Qua hành động thì em cũng thấy rõ, không cần anh phải biện nhiều lý do. Để sau lưng em thì anh là vợ trò con người của anh sao mà thiệt. Xà lờ nó không có vui nên anh cứ nhẹ nhàng bấm nét. Lận đận trong chuyện tình trường nên thôi giờ tình mình chấm hết. Tình mình chấm dứt tại đây. Anh ơi em cũng không có cần, không yêu nhau được nữa thì thôi, chứ sao anh lại thích gây hấn. Lửa gần gần lâu ngày cũng cháy. Em nói đâu có sai, anh phải nói biết bao nhiêu lần em hiểu lần rồi, thật sự không phải. Lời cho cãi con nó mới tin, chứ em còn lâu thì mới có. Sự thật thì không phải bị mà không phải anh biện cho mình lý do. Thôi anh cứ lật ngửa ván cờ, đến giờ này mà anh còn diễn. Có gì mà anh phải nổi điên để làm rối ren lên mọi chuyện. Mọi việc thì đã quá rõ ràng, lật bài tẩy đi mà anh ơi.
chơi thích thì chia tay, sao mà em căng quá vậy nè trời. Ừ thì đúng, lửa rằng rơm thì làm sao mà không cháy, huống chi là cháy với một người con gái tuyệt vời đến như vậy. Em bậy, thiệt là bậy thì nó vốn dĩ rất bình thường, nhưng bình thường trên mức bình thường thì dĩ nhiên là người thương. Nói chuyện với em anh chán muốn chết, hỏi sao mà không tắt máy, nhắn tin thì toàn là trách móc. Ủa em là má hay người yêu đây? Trạng thái suốt ngày cứ đăng, toàn đi xe mấy cái nhăm nhảm, con của người ta không cần phải nói, nhìn hình muốn chảy ý lộn thiệt hao nha. Ừ thì đúng là anh bận công việc dạo này rất lu bu, chỉ đủ rảnh đi với một người, thêm em nữa thì thời gian sau đủ cho họ ngoài phố. Anh thấy em mờ, anh có mắt chứ anh đâu đuôi, giả vờ không biết nghe ngô vậy đó thì câu chuyện nó mới thêm vui. Sợ lợi thì nó mới vui, anh không biết ai là người bấm nét lặng đặng trong chuyện tình trường. Ừ thì giờ tình mình chấm hết, tình mình chấm dứt tại đây. Em ở đây cũng không có cần yêu em, nhưng mà bắt cá mới vui á, vậy cho chuyện nó càng gây cắn nè. Lửa gần cơn lâu ngày cũng cháy, em nói đâu có sai. Anh phải nói biết bao nhiêu lần em hiểu lầm rồi, thật sự không phải. Lời cho cãi có nó mới tin, cho em còn lâu thì mới có. Sự thật thì không phải bề mà không phải anh biện cho mình lý do. Thôi anh cứ lật ngửa ván cờ, đến giờ này mà anh còn diễn. Có gì mà anh phải nổi điên để làm rối ren lên mọi chuyện. Mọi việc thì đã quá rõ ràng, lật bài tẩy đi mà anh ơi. Ok thích thì chia tay, sao mà em căng quá vậy nè trời. Lý do. Thôi anh cứ lật ngửa ván cờ, đến giờ này mà anh còn diễn. Có gì mà anh phải nổi điên để làm rối ren lên mọi chuyện. Mọi việc đã quá rõ ràng, lật bài tẩy đi mà anh ơi. Ok thích thì chia tay, sao mà em căng quá vậy nè trời. Em xin gửi lại những ngày tháng cũ để sống thật tốt vào sớm mai. Em xin gửi lại những
sẽ giờ mạnh mẽ mà bước đi. Gửi một khoảng trời, gửi ngàn nỗi nhớ, gửi người đã khiến em ướt mi. Gửi những gì em có trong quá khứ, bắt đầu mọi thứ vào sáng mai. Gửi người em thương lại cho cô ấy và ghi nhau.